hai thầy trò Don Quixote và Sancho đang trên đường đi tìm những chiến công thì chợt phát hiện thấy 30-40 chiếc cối xay gió giữa đồng. Don Quixote liền chỉ cho người giám mã của mình thấy rằng đó là những tên khổng lồ và bày tỏ ý định giao chiến. Sancho biết ông chủ của mình nhầm và đã hết sức ngăn cản nhưng không thành. Don Quixote hăng hái cầm giáo, thúc con ngựa gầy gò lao vào. Bỗng lúc đó gió nổi lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động và Don Quixote ngã lăn cành. Giáo gãy, ngựa và người văng ra, Don Quixote bị đau như trời giáng. Nhưng dẫu bị thương rất nặng như thế, anh hiệp sĩ mộng mơ vẫn quyết định không kêu đau. Đã vậy, chàng còn kiên quyết không ăn uống, chỉ nghĩ đến tình nương đã đủ no rồi. Sancho thấy vậy, bèn bỏ rượu thịt ra đánh chén no nê một mình. Bác giám mã cảm thấy cái nghề đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu này kể ra cũng chẳng vất vả gì. Don Quixote suốt đêm không ngủ và chỉ tiếp tục miên man nghĩ đến tình nương. Hôm sau, hai thầy trò đi về phía cảng Labise vì Don Quixote nghĩ con đường này có lắm người qua lại, chẳng thể nào không gặp được nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau.